Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 41. Cái công đức niệm Phật này đặc biệt thù thắng ấy. Và niệm Phật có nhiều cảm ứng. Như hôm qua nhưng Đức cũng nói công đoạn mà nhà cô này có một cái ổ mối, mà chính có mẹ tu trong chùa. Cô ở nhà siêng năng niệm Phật lễ Phật lắm, thì cô lấy cái năng lượng niệm Phật quý vị, bởi vì mấy cái năng lượng nó hay lợi ích, thì cô để cái năng lượng niệm Phật ngay cái ổ mối, niệm ngày niệm đêm niệm suốt suốt mấy năm chờ. Thì cái ổ mối từ từ thì mấy con mối thọ mạng nó mắc nó đi quý vị. Thì cô nói rằng là ngay ổ mối tự nhiên nó mọc lên hoa sen quá trời luôn. Mọc hoa sen. Thì nguyện thứ 18 mà Đức Phật A Di Đà ngài phát lên cái nguyện rằng chúng sanh mười phương là trong đó có mối, có ruồi muỗi kiến gián, và chúng ta là chắc chắn là có rồi. Hương linh, quán thân trái chủ, chỉ cần nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, nói chúng sanh mười phương nghe danh hiệu A Di Đà Phật, phát tâm niệm Phật, chí tâm tin ưa, đến khi thọ mạng đến, chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc. Trong đó cũng có mối, có ruồi, có muỗi, có kiến, họ đều có thể nghe được mà. Quý vị biết rằng một con vật đi, như nuôi gà, nuôi vịt gì đi, quý vị thường cho nó ăn, quý vị thương nó gặp quý vị lại chạy theo, đúng không? Chó mèo cũng gì, mình thương nó, vuốt ve thương nó là nó cứ theo mình, đúng không? Đó ra vậy thì con mối, con muỗi, con vật nó đều hiểu biết sự thương hay ghét, nó biết hết. Vậy thì khi nguyên ổ mối vậy mà cô này có để máy niệm Phật niệm suốt mấy năm chờ, thì mấy con mối này nghe danh hiệu Phật mà nó phát âm nó niệm Phật, thì Phật cũng rước nó về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng sanh mười phương là chúng sanh nào cũng vậy, chỉ cần nghe danh hiệu Phật mà chí tâm tin ưa. Chí tâm là một câu Phật hiệu chân thật niệm, tin ưa là càng niệm càng thích. Bây giờ những đứa hướng dẫn quý vị là mình còn để cho nó nghe pháp một ngày một hai buổi một câu A Phật niệm đến cùng, cho nó nghe một ngày, cho nó nghe một lần hai lần nữa, rồi xong cứ để máy niệm Phật suốt luôn. Lúc nào nghe pháp tắt máy niệm Phật, cho nó nghe chừng lần hai lần một ngày, rồi bắt đầu bật niệm Phật lên nghe xuyên suốt. Quý vị mà có cái tâm gì, quý vị biết thù thắng lắm. Tại vì khi họ nghe giảng như một câu ấy Phật niệm đến cùng gì nè, rồi bắt đầu họ nghe họ hiểu rồi, họ biết cái thân họ là súc sanh khổ đau, thì lúc đó mới niệm danh hiệu Phật và cầu sanh cực lạc còn càng thù thắng hơn nữa. Giống như bản thân mình mà mỗi ngày nghe một câu A Phật niệm đến cùng, mình càng nghe mình càng tăng tín tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, đúng không? Khi nghe cô này kể câu chuyện này tự nhiên hôm qua những đứa nhớ đó, gặp người mẹ hỏi, người mẹ sơ qua một cái, người mẹ nói đúng gì đó thầy. Người mẹ trong chùa mà chín mấy tuổi, siêng năng niệm Phật lắm. Có một lần bà bị té gãy cái tay, thì bà cụ té gãy tay quý vị, bà niệm Phật tự lành luôn. Vì thế niệm Phật có nhiều cảm ứng thù thắng đặc biệt lắm. Mình nêu những điểm này tự nhiên người niệm Phật chúng ta hưng khởi cái tâm niệm Phật. Cái công đức niệm Phật vô lượng. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Thêm cái việc niệm Phật
có rất nhiều sự cảm ứng thù thắng đặc biệt. Nên những Đức khuyên quý vị đi đâu cũng nên bật điều niệm Phật để bên mình. Vì cái thời cuộc này kiếp nạn nhiều, qua chặng dịch bệnh người chết chưa siêu đông lắm, rất là đông. Nên những Đức khuyên tất cả những người hữu duyên lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày. Quý vị, nếu như nghĩ đến thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ của mình, từ còn sống hay đã mất, có những thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ chúng ta chết rồi bây giờ chưa siêu thoát, khổ đau lắm. Ở trong cái cảnh giới đau khổ vô cùng, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khổ dữ lắm. Họ có khi cũng vì mình, quý vị, vì con vì cháu. Quý vị bây giờ làm cha làm mẹ, quý vị coi phải mình vì con mình nhiều không? Trong kinh Du Lan mà Phật nói mà, chỉ cần làm sao kiếm được tiền bạc vật chất cho con, dù bị khổ đau, bị giam, bị cầm, cha mẹ cũng cam lòng chịu. Thì bây giờ mình làm cha làm mẹ, quý vị thấy rõ ràng mình vì con mình quá trời luôn. Có khi mình vì con mình mà mình quên cha quên mẹ của mình luôn, quý vị. Đó là đoạn cái gốc. Đoạn gốc. Có một chú này ông vô ông chùa ông tu, mẹ của ông cũng ở chùa tu. Lúc mà ông vô chùa ông sơ sát bệnh đau, vô chùa tu. Sau này ông khỏe lại, quý vị, khỏe mạnh và biết làm việc, công việc này việc kia. Lúc đó ông nói là ông gì đứa con đang đi học ra ngoài, ông đi làm kiếm tiền để lo cho nó đi học, trong khi nó lớn rồi. Nhưng Đức khuyên ông như Đức nói một câu nè, chú nhớ nè, mình là nhờ Phật cứu, gặp Phật pháp, nhờ Phật, nhờ thầy cứu mình, giúp mình. Chú bây giờ mà chú không bòi gốc mà chú đi bòi ngọn, sau này chú khổ dữ lắm. Chú nên kiên nhẫn ở trong chùa chú tu đi. Nhưng Đức thấy cái đà tu chú tiến, chú cố gắng ở trong chùa tu, đừng có đi về đời, không đơn giản như chú nghĩ đâu. Cuối cùng xin đi về tuần hay gì, xong về, về luôn. Xong qua những Đức gặp te tu tả tơ, ốm o gầy mòn, khổ đau vô cùng. Xong đến gặp Như Đức nói con bị tai nạn mà giống như đụng con ta làm sao, chạy xe đụng con ta làm sao. Rồi bây giờ xin thầy giúp cho con chút đỉnh để con lo việc. Như Đức niệm về câu Phật hiệu, quý vị tự suy nghĩ. Quý vị thấy rằng là mình mà được gặp Phật pháp rồi nương tựa Tam Bảo là đại phước báo đó quý vị. Hàng Phật tử phải nhớ, mình được gặp Phật pháp là gặp của báo vô giá đó quý vị. Nhất là pháp môn Tịnh Độ này nè. Nên nhiều người quý vị biết rằng là khổ đau ôm chân Phật, mà khi nguôi nguôi rồi bắt đầu là bỏ Phật, khổ lắm. Nên mình mà gặp Phật pháp mình trân quý, cả đời mình trân quý Phật pháp, cung kính Phật pháp. Quý vị biết ngày nào mà cũng nghe tán thán bổ nguyện Di Đà, quý vị coi chùa mình đông người mà cuộc sống ổn định đầy đủ, là vì sao? Vì tán thán bổ nguyện Di Đà, mười phương chư Phật đều tán thán bổ nguyện Di Đà, chúng ta cũng tán thán bổ nguyện Di Đà. Vì nghĩ thù thắng cái nào chưa? Không có công đức nào lớn bằng cái việc mà tán thán bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì mười phương chư Phật đều tán thán. Vì tụng trong kinh Vô Lượng Thọ đi, phải là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc đồ, quý vị coi. Rõ ràng không? Khi mà ông thành Phật ở một quốc độ nào, nên đem cái môn Tịnh Độ này giới thiệu. Bồ Tát Di Lặc ngài nói rằng bất cứ ngài đến một quốc độ nào thành Phật, ngài đều chân thật đem Tịnh Độ giảng thuyết, giới thiệu thế giới Cực Lạc. Làm việc này tới tận đời vị lai đều làm như vậy. Thì vị biết rằng là bổ nguyện Di Đà mà mười phương chư Phật đều tán thán,
điển hình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Trong kinh có câu nói rằng là giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đến thế gian, cái điều quan trọng nhất là tán thán bổn nguyện Di Đà. Nên mỗi một người mình mỗi ngày mà tán thán bổn nguyện Di Đà, cứ chân thật kiên trì cứ tán thán bổn nguyện Di Đà, mà muốn tán thán bổn nguyện Di Đà càng tán thán càng hưng khởi thì phải làm sao? Tín nguyện niệm Phật. Mỗi ngày phải niệm Phật. Quý vị không niệm Phật không bao giờ quý vị giảng tịnh độ được mỗi ngày. Dù có giảng cũng không vô nổi. Chỉ cần chân thật niệm Phật mỗi ngày, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, cái cảm giác niệm Phật đó quý vị sẽ giảng ra tịnh độ. Cái cảm giác đó nó lưu sức tự nhiên luôn, bởi vì giảng tịnh độ. Nên một con người khổ đau cỡ nào mà gặp Phật Pháp, gặp ngay Pháp môn niệm Phật, mà chân thật niệm Phật, quý vị sẽ có sự chuyển hóa thù thắng lắm. Cuộc đời quý vị có khổ đau cỡ nào, có bị hụt hẳn gì sự việc gì, chỉ cần gặp tịnh độ chân thật niệm Phật là quý vị có sự chuyển hóa. Chuyển hóa liền. Chân thật làm đi quý vị, sự lợi ích này lớn lắm. Nên mọi người chân thật đem Pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Nên thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ mình cũng vì mình mà tạo tội nghiệp. Có khi tới tuổi già bệnh đau khổ, mình tu mình cầu an cho họ. Còn có ông bà cha mẹ mình chết bây giờ khi chưa siêu thoát, đọa lạc khổ đau lắm. Quý vị biết rằng Đức Phật khi còn tại thế, mà ngày nắm một nắm đất, ngày buông xuống, ngày hỏi đệ tử bên cạnh rằng các đệ tử nhìn thấy ta nắm nắm đất và buông nắm đất ra, như vậy thì đất trong tay của ta dính nhiều hay đất buông xuống nhiều hơn? Thì đệ tử nói rằng là đất mà Đức Thế Tôn buông xuống rất là nhiều, mà đất mà dính trong đầu móng tay của Đức Thế Tôn thì rất là ít, ít lắm. Quý vị nắm đất thì buông xuống, đất dính trong tay nhiều, ít lắm. Thì Đức Phật nói rằng là chúng sanh mà có thân người, mà khi mất đi mà mất thân người thì giống như đất ta buông xuống, còn có lại thân người thì giống như đất mà còn dính trong đầu móng tay ta. Thì quý vị biết rằng rõ ràng không? Được thân người khó được, còn gặp Phật Pháp khó gặp. Vì thì đa phần ông bà cha mẹ mình đâu có tu nhiều đâu quý vị. Người mà được thân người là giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đa phần cái người chúng ta cả tu mà cái năm giới này mình còn chưa giữ được, không chi là ông bà cha mẹ mình không có tu. Vì con vì cháu tạo nghiệp sát sanh, nói dối đủ chuyện để kiếm tiền về lo cho con cháu, đúng không? Bây giờ họ chết đi, đa phần họ đọa tam đồ ác đạo. Tất cả chúng ta phận làm con cháu nghe Phật Pháp rồi quý vị. Cơ hội lễ viếng Quan Âm kỳ này 4 ngày, tổ chức 4 ngày lễ viếng Quan Âm. Hiếm có nơi nào tổ chức gì lắm quý vị. Người ta có thể tổ chức lễ hội hoặc là hình thức lễ viếng Quan Âm, nhưng để tổ chức mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày hy hữu. Có những nơi người ta lễ 500 danh hiệu, chứ 1.000 lại là quý vị cũng ít thấy rồi. Không chi lễ 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, còn nghe chia sẻ Phật Pháp 16 buổi trong 4 ngày. Gọi là khóa tu 4 ngày, pháp hội 4 ngày, vừa khóa tu mà vừa lễ Quán Âm Bồ Tát. Quý vị biết cái này là thù thắng cỡ nào chưa? Nên những người biết Phật Pháp có điều kiện, hoặc là quý vị phát động chương trình dẫn người ta đi tu lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc ngày thứ bảy cộng tu chùa mới, hoặc chủ nhật bên hộ pháp. Quý vị làm việc này đi, quý vị làm trưởng đoàn làm việc này đúng là đại thù thắng luôn, quá đặc biệt thù thắng. Lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày tháng 6 nhằm ngày 17, 18, 19, 20 âm lịch tháng 6. 17 nằm ngay thứ 5, 18 là ngày thứ 6, 19 là ngày thứ 7. Ngày 20 tháng 6 là chủ nhật. Ngày âm lịch nhớ đó. 4 ngày luôn. Khóa tu quý vị dẫn người đi tu vô cùng xứng đáng. Nhà nước thông báo hoài gì để cho quý vị bây giờ đã sắp xếp được rồi. Công việc đồ này kia xin nghỉ làm sao phù hợp.
Phật tử nước ngoài đồ này kia, đây là cơ hội hy hữu lắm quý vị. Rồi khi qua cái đời nhà Đức sau này không biết có ai tổ chức gì cho vị tu hay không. Đây là cơ hội đó, quý vị nên chân tập phát tâm đi. Dù mình có cương vị xã hội thì sao, tiếng tâm gì, chúng ta vẫn có ông bà cha mẹ của mình chứ, nguồn gốc. Dù quý vị có kiếm được bao nhiêu tiền bạc chứ, cũng không bằng cái việc mình giữ khóa tu gì rồi phóng sanh cúng nếu thực xuyên suốt 4 ngày, thuyết pháp, niệm Phật, lại Quan Âm xuyên suốt 4 ngày, đặc biệt thù thắng lắm. Nên chân thật phát tâm đi đến đây tu. Dù quý vị là Phật tử chùa nào cũng gì, nếu chùa quý vị có tổ chức thì quý vị ở đó lại. Nếu không thì bây giờ ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng chứ. Về đây những đức cũng đâu có bắt vị quy y những đức gì đâu. Chúng ta là bạn đồng tu, cùng tu thôi quý vị. Thờ thế nhiều kiếp nạn, qua những trận dịch bệnh, bao nhiêu người chết trong cái quả địa cầu này. Bây giờ mình là người nghe đạo biết tu, mình biết Phật pháp có thể cầu siêu độ được cho những người chết chưa siêu thoát. Nhất là cái pháp hội mà đông người, gần 20.000 người đồ này kia, quý vị biết thù thắng cỡ nào chưa? Quá thù thắng. Quý vị trong cái pháp hội đã bị hòa mình cùng với pháp hội. Dù quý vị giàu sang danh vọng gì, nhưng quý vị đến giữ khóa tu này, quý vị hòa nhập cùng với con người. Tại vì con người mà quý vị dù có giàu cỡ nào, quý vị thử sống cùng bình thường với người ta, ăn cơm ngồi dưới gạch dưới đất, ngồi trên ghế, ngồi nhúm đồ ăn cơm đồ nói chuyện đồ, quý vị cứ hòa nhập thử đi. Quý vị sẽ nhìn ra nhiều thứ hay trong cuộc đời này lắm. Đừng bao giờ cho mình luôn luôn là cao xa, rồi dưới con người mình lại xem thường người ta, thất bại. Nhớ nghe quý vị, này quan trọng lắm. Xuyên suốt 4 ngày chân thật nương vào cái khóa tu, quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện, con lần đầu hay thứ hai thứ ba gì lần này con đến chùa, con giữ khóa tu 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho con có sức khỏe, dũng mãnh tinh tấn, lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, từ nghe pháp niệm Phật phóng sanh cũng lý thực, điều dũng mãnh tinh tấn, tỉnh táo sáng suốt để tu trong vòng 4 ngày. Cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống và tất cả chúng sanh, tặng hư không khắp pháp giới được bình an. Cầu nguyện cho tất cả các quốc gia được bình yên, mưa hòa gió thuận. Và nguyện cầu siêu cho tất cả chúng sanh chết chưa được siêu thoát, trong đó có cụ quyền các tổ ông bà cha mẹ của mình. Mình quỳ qua trước Quan Âm Bồ Tát phát nguyện, xong nguyện cầu cho chúng sanh. Tâm phàm phu mình còn có tâm như vậy, không lẽ chư Phật Bồ Tát không gia hộ mình sao quý vị? Vì chỉ cần chân thật nhiệt tình hết mình đi đến cái chỗ đông người, để điện thoại ở nhà hết đi, hoặc cầm theo cái chắn đen thôi, ví dụ tiền bạc vật chất mình đến mình muốn cúng dường Tam Bảo, mình cứ cúng dường Tam Bảo, hoặc đặt máy thì cứ đặt máy, đặt máy nghe pháp đồ nè, nghe pháp à. Hoặc đèn bông sen để bàn thờ đó, rồi máy niệm Phật đeo cổ, thì mình đặt hết đi, rồi mình ghi tên, mình gửi lại cho ban tổ chức, tới nào mình về mình lấy hoặc là mình giữ. Đó. Rồi dòng vàng đồ đi đến chỗ đông người thôi mình để nhà hết đi, điện thoại cảm ứng, điện thoại xịn để nhà, cầm cái chắc đen đồ cầm theo, còn nếu không để luôn ở nhà để miêm mặt trong 4 ngày mình tu cho ổn định nhé. Thì những đức dặn vậy đó, tất cả trưởng đoàn nên dặn tất cả những người mà đi tu cùng với mình, đây là một cái chương trình khóa tu thù thắng đặc biệt quý vị. Niệm niệm gì chúng sanh, mà nương vào cái đại chúng đông người vậy để mà mình cầu siêu
Chứ ông bà tổ tiên mình thù thắng lắm, đặc biệt lắm, quá đặc biệt luôn quý vị. Rồi lễ vía Quan Âm Bồ Tát Như Đức lại tặng cho mỗi vị một cái máy niệm Phật. Như Đức đặt rồi, đặt 20.000 cái máy niệm Phật. Kỳ này Như Đức có để mấy bài pháp ở trong đó luôn. Máy niệm Phật đều có pháp, trong đó có mấy bài quan trọng cho vị nghe. Mỗi người Như Đức tặng cho cái máy niệm Phật, hình như máy niệm Phật này Như Đức thay đổi cái màu khác tặng như vậy. Đời mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời quý vị, có cơ hội mà, sanh không mang đến, chết không mang đi. Những gì làm được cố gắng làm. Nên Phật tử cúng dường những đức là lo cho chúng đầy đủ hết trơn, xong dư tiền ra một chút đỉnh thì khiếm thị. Rồi chương trình khi lễ lọc đặt tượng Phật, đặt tượng Phật rất là nhiều. Vì về được thỉnh tượng Phật, một bộ tượng Phật những đức đặt cả 1 triệu bạc tặng cho vị miễn phí hết, tượng Phật đồ tặng hết. Còn máy niệm Phật thì những đức khi lại xong thì những đức tặng cho vị mỗi người cái máy niệm Phật. Còn vị muốn đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật đèn bông sen thì đặt thêm, thì cái đó quý vị gỡ tiền cho ban tổ chức để trả tiền cho người ta. Rất là rõ ràng quý vị, mình làm gì thì cái sức mở rộng của mình rất là cao. Khi một lần lễ người ta về đặt máy niệm Phật, máy nghe pháp, đèn bông sen, máy bấm số, người ta đi phổ biến quá rộng khắp nơi nơi luôn. Nên trưởng đoàn nên nhắc người ta việc này, để người ta đi đến chùa người ta còn đặt những món quà pháp thí để mà người ta tặng cho ông bà cha mẹ người ta. Có khi một chiếc máy nghe pháp này thôi mà độ được ông bà cha mẹ mình, đặc biệt lắm nhớ. Nên những chương trình tu gì đó, quý vị biết rằng 4 ngày đâu có đơn giản đâu, mà những đức cực lực nhiệt tình sắp xếp ban tổ chức hết lòng, hòa thượng hoan hỷ vô cùng cho mình tổ chức lại Quan Âm để cầu nguyện cho quốc gia được bình an, mưa hòa gió thuận. Khóa tu này là chân thật mà, nhiệt tình mà. Nên mình dù là Phật tử ở đâu mà nhiều năm mới tu gì, chưa tu gì, quý vị biết rằng đây là một cái khóa tu đặc biệt mà ai đến tu cũng có phước, có duyên, có đức hạnh để cầu an cho ông bà cha mẹ người thân của mình. Quá đặc biệt mà quý vị, đây là cơ hội mà mình không làm là thất bại. Có những người Phật tử tu nhiều chục năm uổng ghê, gặp những khóa tu bao nhiêu con người đến tu, mình lỡ mình tu chúng không cần ai biết đến mình, mình lỡ mình tu chúng bình thường, mở tâm lượng ra để cầu an cho người thân và cầu siêu cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình quý vị. Đặc biệt dữ lắm. Rồi nhất là những người mang nghiệp phá thai, bây giờ quý vị muốn cầu siêu độ cho các cháu, đây là cơ hội nè. Mình đến mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình lại Quan Âm, mình chân thật, mình tu đi, mình cầu siêu cho các cháu. Rồi được cúng thí thực, quý vị biết trước khi mình đi mình thắp mấy nén nhang ở trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Còn đến đó dự khóa tu 4 ngày 4 ngày đều có thí thực phóng sanh đồ, cúng thí thực phóng sanh đồ này kia, niệm Phật rồi lại Quan Âm đồ thù thắng lắm. Ở vùng đất này người phước mặt phước mài, ông bà tổ tiên chưa siêu thế, chưa siêu thoát đi, đi cùng với con đi đến đã giữ khóa tu thù thắng đặc biệt, nghe pháp niệm Phật lại Quan Âm, thắp nén nhang mình nêu lên vậy thôi, tự nhiên ta báo nhau, ta đến ta tu. Tu con người tu cũng quá giải cái tâm hận thù, mà hương linh tu cũng quá giải tâm hận thù. Gia đạo mình biết tu, hương linh quá giải hận thù rồi, gia đạo bình an, mọi việc bình yên vô sự. Nên Phật tử nước ngoài đồ này kia chuẩn bị đi, phát động chương trình lên. Tất cả những vị trưởng đoàn, bữa đó những đức có giảng cái đoạn giới thiệu lễ viết của Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị đưa lên cái trang của mình, chia sẻ rộng lên trang Facebook này kia, trang mạng này nọ, khắp nơi nơi cho người ta coi. Một người phát tâm đi tu thôi, công đức mình thù thắng. Dẫn người đi tu là công đức đại thù thắng, khi thay đổi cả cuộc đời cho người ta. Sự khổ đau mình cho tiền người ta không giải quyết được, vì mình dẫn ta đi tu mà giải quyết được 4 ngày nghe 16 buổi thuyết pháp. Vì thấy ở đâu mà có cái gì, nghe cái thấm nhuần tịnh độ luôn, quá giải cái tâm hận thù. Đây là khóa tu đặc biệt thù thắng. Bữa nay mùng 5 rồi, còn có 1 tháng mấy nữa tới quý vị. Nên bữa nay mùng 5 tháng 5 ở chùa mình những đức cũng đổ bánh xèo. Một số Phật tử nào gần gần sắp xếp được
thành phố Đồng Nai, Vũng Tàu rồi lên đây ăn bánh xèo. Còn Phật tử ở xa thì nghe nói câu này thì tùy hỷ, tùy hỷ bánh xèo ha. Chùa mình vui lắm, như một đại gia đình, nhiệt tình thương yêu giúp đỡ nhau. Nhưng Phật tử mà về chùa mình thường xuyên, giống như về đây với quý vị cảm thấy đây là nhà mình, tự nhiên ai cũng là có tâm để mà hộ trì chùa cho tốt đó. Nên tự nhiên mình thấy gần gũi quá trời luôn. Nhân đức mình càng tu thấy thương chúng sanh, thương con người, tự thương các chú các cô rồi đến chùa, thương các cháu nhỏ rồi. Thương người, tự mình thương người mình vui, mình an lạc à, thương người vui an lạc hay lắm. Nên á, niệm Phật thù thắng, nhiều cảm ứng thù thắng. Quý vị nghe gì rồi tinh tấn niệm Phật, gia đình bắt máy niệm Phật xung quanh nhà, rồi mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, sẽ không có buồn giận ai để trong tâm. Nhớ Phật đâu có buồn giận ai đâu quý vị. Rồi ở nhà hai thời công phu sáng tối siêng tu không giải đãi. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, an với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.